Huấn luyện viên Philippe Chaucer đã triệu tập 29 cầu thủ để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á 2024. Lực lượng góp mặt trong danh sách đều là những cầu thủ đã được tôi luyện qua các giải trẻ tại đấu trường khu vực và châu lục. Trong đó, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An góp mặt 5 cái tên gồm thủ môn Nguyễn Văn Việt và Cao Văn Bình, tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh, Trần Nam Hải, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng. Ngoài ra, còn có những cái tên nổi bật ở các câu lạc bộ khác như hậu vệ Vũ Tiến Long, Nguyễn Đức Anh, Trần Quang Thịnh, Lương Duy Cường, tiền vệ Nguyễn Đức Phú, Lê Quốc Nhật Nam, Võ Hoàng Minh Khoa, tiền đạo Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường. Đây cũng là đợt tập trung thứ 6 của đội tuyển U23 Việt Nam trong năm nay. Thời gian tập trung từ ngày 28 tháng 12 năm 2023 đến ngày 4 tháng 1 năm 2024. Tất cả các đợt tập trung đều được sắp xếp cùng thời điểm với chương trình hoạt động của đội tuyển quốc gia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyên môn của huấn luyện viên trưởng Philippe Chaucer và các cộng sự. Được biết, trong quá trình tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, một số gương mặt có sự thể hiện xuất sắc sẽ được trao cơ hội bổ sung vào lực lượng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup năm 2023.